Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0348 30 83. Rồi, mình theo dõi kênh thì mình bấm vô nút đăng ký để em thông báo về mấy cái video mới em đăng lên ha. Rồi, hôm nay là video 107 mọi người. Mấy món sau đây nó sẽ có mã số như thế này, 107.1 ha. Đến món thứ 10 ha. Rồi, đầu tiên là một cây hước của Nhật mọi người. Hước 20 m. Đó. Hước này là nó dây thép nha. Dây bằng thép ha, còn rất là mới đẹp. Đây. Này mặt dưới nó xài rồi thì nó sẽ đen, nó chạy ha. Còn này nó rất là ít ít sử dụng ha, gần như chưa sử dụng nè. Không có bị chạy. Hước này là 20 m. Đây. Nhật sản xuất mọi người. Đó, bên trong còn rất là mới. Đây 11 m đây nè. Em kéo hết cho thử ha. Mười lăm mét nè. Hai mươi mét nè mọi người. Đó. Hết rồi ha. Đây nó có dầu nè. Dầu để bảo quản cái dây này ha. Rồi em quấn vô nha mọi người. Vừa quấn vừa lao nó luôn. Quấn rất là nhẹ nhàng, dây này quấn rất là dễ ha. Không bị rối gì hết. Bung ra nó cũng không có bị rối, tránh rối luôn. Đó. Quay rất là nhẹ luôn rồi. Đây kích thước rất là nhỏ gọn, nó chưa tới 10 phân nữa ha. Đây. Rồi cái hút cuộn 20 m này có mã là 107.1 nha mọi người. Giá bán là 300.000. Rồi tiếp theo là một cái kính lúp của Nhật. Đây. Là bụi nó tí. Rồi. Kính còn rất là đẹp ha. Đây hàng này Nhật sản xuất. Nhìn rất rõ luôn ha. Cái này nó dính bụi. Nó dính giờ chưa rửa ra.
Kính này mình mở ra đi nha, mở cái chồng nó ra để rửa nè. Mình mở ra vậy nè. Đó. Mình rồi gáp lại, nó có một cái gờ ở giữa nè. Đây cái gờ để gắn cái kính vô. Vặn lỏng ra rồi mình gắn vô. Rất là dễ ha. Sụp xịt cho nó ngay rồi ha. Nó ngay cái gờ đó ở giữa là nó sẽ chắc ha. Đây độ phóng đại nó lên rất là to ha, nó vẫn nhìn thấy rõ. Cái kính này nó có kích thước là 7 phân rưỡi ha mọi người. Chiều dài cái kính này 17 cm. Rồi, cái kính lớp này có mã là 107.2 nha, giá bán 250 ngàn. Rồi, tiếp theo là hai món cho mọi người làm cây bonsai. Đây là cái cào rễ nè. Cào rễ nha. Cái cào này nó bằng thép trắng mọi người. Đây cái cào rễ bằng thép trắng nó rất là cứng. Chung thép trắng này rồi rất là tốt. Một bên cào rễ bên này xôi đất. Với một cái kìm bấm của Tamiya Nhật. Tamiya của Japan ha. Đây. Kìm bấm của Tamiya còn mới luôn, chưa sử dụng mọi người. Kìm bấm mini, cái này bấm cây cành cây ha, rất ok luôn á. Cành cây mà loại cây mini 12 cm ha. Cái này là cái cào rễ này là 26 cm. Đó. Rồi em bán hai món mọi người. Giá là 250 ngàn, mã là 107.3. Tiếp theo là một cái này là dùng trong mọi người làm cơ khí ha. Bên cơ khí thì biết nó ha. Đây. Cái này test nó ok mọi người. Vặn nó về không ha. Rồi mình test đây. Đó. Đo như thế này nè. Đó nó về không đó. À. Các bạn nhảy về không rất là chính xác. Của Nhật sản xuất không mọi người. Cái này mình bắt lên cái gá trên cái bàn máy tiện á. Thì mọi người chuyên ngành nó sẽ nhìn là qua là biết liền ha. Đo cái này là mili luôn. 0.01 mili. Rất là nhỏ, đo độ chính xác rất là cao ha. Rồi cái đồng hồ đo này có mã là 107.4 ha, giá bán là 450 ngàn. Rồi em về một cái kìm bấm COS của Nhật. Đây cái kìm này nè, nó còn nguyên trong hộp chưa sử dụng ha. Đây bấm được kìm gọi là đa năng luôn á. Đây nó có rất nhiều chức năng như trên hình là 1, 2, 3, 4, 5 chức năng mọi người. 1, 2, 3, 4. À, một chức năng nữa là đây, cắt dây điện trên ha. Cái mũi cắt dây điện với cái lưỡi cắt này là 5 chức năng á. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chức năng mọi người. Rồi cái kìm này nó nguyên hộp nè. Đáng lẽ nó có mũi cót nữa mà nó rớt mất rồi. Về nó rớt mấy cái mũi cót. Mũi đó thì mọi người xài làm nghề mua ở ngoài rất là nhiều ha, ngoài chợ. Độc cót mình bấm. Đây còn rất là đẹp, chưa sử dụng. Đây cắt dây nè, bấm cót nè. Còn cắt tia ren. Đây cắt tia ren nè, cắt ren ốc á. Con ốc á.
cắt được tới M5 luôn ha, ốc cốt M5. M5 M3 2.6, M4, M3.5. Rồi bấm có loại này chút dây điện. Đây, chút dây điện. Đây kích thước nó là 22 cm mọi người. Rồi, cái kìm bấm cốt này có mã là 107.5 mọi người, giá bán là 250 nha. Tiếp theo là một cái đây, cái cặp lồng ha, cái gầm ên đó. Cái gầm ên của thương hiệu nè The Mod. Đây cái thương hiệu này, đây về nó bị mớp hay chỗ ha. Cái thương hiệu này rất nổi tiếng trên thế giới ha. Nó sản xuất ở 110 mấy quốc gia rồi đó. Thương hiệu của Mỹ. Cái này là nó sản xuất ở China, xuất thị trường Nhật cho mọi người. Đây bên trong nó sẽ có một ngăn nè. Đây. Tiếng Nhật rất nhiều ha. 2 3. Rồi bên trong nó như thế này. Một cái lồng inox ha. Đây cái ngăn cuối cùng ở dưới nè, nó có cái gòn để chứa ha. Đó. Rồi ngăn thứ hai. Nắp đó là nắp gài. Bên trong là có như cũng có ron nè, bên trong rất là dày như có xốp trọng. Rồi cái thứ ba là nắp nắp cao su dẻo ha. Đây nắp nè, mỗi ngăn nó thiết kế khác biệt ha mọi người. Đó. Rồi cuối cùng cái nắp đậy như thế này nha. Đây kích thước nó là 17 cm ha. Đường kính cái này là 11. Rồi cái gầm ên này em bán là mã là 107.6, giá 350 mọi người. Rồi tiếp theo em về một mấy cọng dây điện hàng tháo máy nha mọi người. Này tháo máy của máy nước nè. Dây này nó âm trong nước luôn nên rất là an toàn, thiết kế rất là dẻo nè. Với lại đường kính dây này là rất to. 1.75 mọi người. Dây 1.75 á. Đây dây này là 15A nha. 15A. 15A dài 5m nha mọi người. Rồi. Dây này là dài 5m, 15A, chuôi cắm đây, chuôi cắm của Nhật. Có mã là 107.7 nha mọi người, giá 200.000. Dây dài 5m, tải 15A. Dây nguyên tháo ra chứ không phải cắt ha mọi người. Mình cộng luôn, chuôi rất dày luôn, chuôi này chống giật nè. Nó an toàn á. Tại vì nó dùng trong ngành nước mà, thường xuyên tiếp xúc với nước. Rồi tiếp theo là hai món này mọi người. Một cái ép tỏi, đây cái ép tỏi của Nhật. Nó bằng nhôm nguyên cây rất nhẹ, tưng luôn, nhưng mà nó chắc, cứng ha. Cái đập thịt nè. Cái đập thịt này nhìn rất là chắc chắn. Kích thước đây. Cái này kích thước là 15. Cái đập thịt là 20. Rồi, em bán hai món luôn mọi người. Nói chung hai món nha, mã là 107.8, giá 300.000. Rồi, tiếp theo là hai món nữa. Hai món này, một cái kéo ARS của Japan sản xuất. Kéo công nha mọi người. Đây, cắt tỉa, cắt giấy gì đó. Rất là ok. Rồi với một cái hộp đồ làm thủ công nè. Đây có cuộn băng keo. Cái đồ cắt băng keo luôn nè. Cắt băng keo nhỏ ha. Một cây hước. Đây cái hước là 1
1 mét, nước dài 1 mét ha. Rồi tiếp theo một con dao cắt giấy, dao giấy đây. Máy này mới chưa sử dụng luôn, nguyên bộ này của Nhật mới chưa sử dụng. Rồi cái bấm ghim ha, bấm ok luôn, mới tin chưa sử dụng. Đây cái kéo gập bén, kéo nhỏ mà làm phép rất là nhìn rất đã. Ở đây cái hũ keo, keo này chắc lâu quá rồi nó đặt rồi này, nó dẻo dẻo chắc đặt rồi. Rồi cái này cái hộp không, cái ngăn chứa đồ, trong nguyên bộ đủ nè mọi người, nguyên bộ của Nhật ha, bộ đồ dùng thủ công nhỏ gọn. Đây kích thước nè. Rồi nguyên bộ này với một cây kéo này luôn mọi người, có mã là 107.9 nha, giá 250.000. Rồi cuối cùng em về mấy cái bộ bánh xe này. Cái bộ bánh xe này hàng chưa sử dụng mà. Bánh này bạc đạn rất là ngon ha. Đây, nó quay rất là im. Đó. Nó dùng bạc đạn bên trong rất là chất lượng đó. Hàng này mới chưa sử dụng mọi người, nó còn bọc keo trên cái bánh luôn. Dòng này là bánh cao su dẻo mọi người, đây cao su dẻo này. Chạy rất là êm, rồi đặc biệt nó dùng trong nhà đó, phù hợp với trong nhà gạch đồ ok, rất là dẻo, cao su dẻo. Còn phần gắn này thì cũng như mấy loại bánh trước em thường bán ha, dày chắc chắn đó. Này, khóa lại khóa bánh. Rồi bánh này là đường kính nó là 10 cm nha mọi người, đường kính 10 ha, bánh này đường kính 10 cm. Rồi chiều cao nè, đo luôn chiều cao ha, 13. Đo luôn cái lỗ ốc nè, nè mọi người xem giùm ha, lỗ ốc nè. Rồi một bộ em là có hai bánh có khóa ha, hai bánh không có khóa là 4 cái nha mọi người. Bộ 4 bánh xe, có mã là 107.10 ha, giá bán là 600.000. Rồi em xin kết thúc video ở đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ.